Em xin chào tất cả anh em đam mê radio cassette trên toàn quốc. Xin giới thiệu anh em con đài HQT77. Con này là màu kem anh em nhé. Hàng còn rất là đẹp. Hàng thì được em tuyển chọn từ Nhật Bản về. Máy rất chất lượng. Thì đã được em thay dây cu loa và cần chỉnh lại. Thay dây cu loa mới để cho các bác chơi yên tâm nhé. Dây cu loa cũ thì nó vẫn chạy, nhưng mà để mà chơi lâu dài thì phải thay mới. Ở đây thì em đang cắm phần line in này. Đây là cái dây line in của em này. Đây là nguồn điện AC 100V các bác nhé. Ngoài ra thì nó có thể chạy nguồn DC 12V. Thì mạ đang rất đẹp quá nhé. Các bác có thể nhìn thấy rất rõ trên video. Đấy, em sẽ quay các góc cạnh này cho các bác có thể quan sát được. Anten thì zin theo máy. Tai cài anten đang còn nguyên các bác nhé. Từng con ốc một đang rất sáng này, đẹp. Là phần số pin đang rất mới và đẹp. Là phần thông tin của máy. Đây ạ. Sáp. Nguồn điện 100V. Nguồn DC 12V. Con này FM của nó là 108 các bác nhé. QT77S. FM 108. Đây là số series của máy nhé. Các bác mua hàng thì đúng nhận và kiểm tra đúng số seri của máy nhé, cũng có một con duy nhất thôi. Ở đây là cái hàng chữ Nhật cho nên em không đọc được. Đây em đang test luôn phần line in. Đây đang test luôn phần line in nữa bác. Đúng nút đang rất đẹp các bác. Đây là phần hông bên này. Đúng tủ đình. Đúng, con này đang rất đẹp quá nha. Bây giờ sẽ đi phần test âm thanh cho các bác nha. Test các xét nè. Em sẽ chuyển sang mic các xét nha. Đây, em sẽ rút cái phần line in ra. Rút hai đế thì đều được hết. Có chỉnh tông ba tép này. Cân bằng loa. Ngoài ra rất nhiều chế độ khác. Quên, em lại rút dây nguồn ra. Nhầm. Cái dây này cũng đã rút dây nguồn. Tôi bước vào yêu sợ một ngày đau thương tới. Khi ấy là khi tình yêu hết thương nhau rồi. Hình bóng của tôi mờ đi hẳn trong tình người. Để lại bao nhiêu cơn sầu héo trong lòng tôi. Tôi vẫn thương vào một ngày buồn. Tua này.
rất mượt mà và êm ái các bác nhé. Thay em đã thay dây cu loa rồi và căn chỉnh lại tốc độ rất chuẩn rồi, các bác cứ yên tâm chơi. Em test sang cửa bên, cả hai con hai cửa này tiếng phát ra như nhau, đầu từ và bánh tì đang rất đẹp. Rất mượt mà êm ái. Đó, đây là phần cassette các bác nhá. Phần cassette em test sang phần radio. Quốc hội, các cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Thông tin thêm với cử tri về tình hình thế giới và khu vực, một số kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng thời gian qua. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cũng giải đáp một số nội dung thuộc thẩm quyền mà cử tri quan tâm. Dịp này, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương đã trao kinh phí hỗ trợ xây 5 nhà tình nghĩa, 20 nhà đại đoàn kết và trao 100 xuất quà tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Dương với tổng giá trị 1 tỷ 500 triệu đồng từ nguồn tập quán sản xuất còn nhiều lạc hậu. Do vậy, việc đảm bảo lương thực thực phẩm tươi ngon, sạch, an toàn cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị là nhiệm vụ rất quan trọng. Vì vậy, Đảng ủy chỉ huy đơn vị đã đẩy mạnh phong trào thi đua ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy, phát huy tinh thần thi đua tăng gia sản xuất, chăn nuôi giỏi, đảm bảo tốt đời sống của tổng kết. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, đồng chí Bộ và bây giờ các bạn trả lời nhanh này. Quả thơm, quả dứa, cái mùng là cái chăn. Cái mùng là cái màn. Chính xác thì cái mùng là cái màn, còn cái mền là cái chăn ạ. Tiếp theo, nghe riết biết con gái. Nghe nhiều điếc tai đúng không ạ? Đúng là như thế, nghe mãi chối cả tai. Là điều bắt rất rõ bác nhá. Hệ xử lý tín hiệu số đã được các đơn vị áp dụng hiệu quả. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu giống đàn lợn 16 con lợn thịt, đàn bò 11 con. Đây là phần FM 1/8. Tăng gia, đơn vị đã bảo đảm tiến túc 100% định lượng sau xanh, 100% định lượng thịt xô hỏng. Sản phẩm thu từ tăng gia sản xuất trong năm 2023 ước đạt 9.000 kg rau xanh. Em thì nó sẽ sôi hơn. Cục Kế hoạch và Đầu tư đã nghiêm túc triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực kế hoạch đầu tư. Trong đó đã cơ bản hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ngành kế hoạch và đầu tư trong Bộ Quốc phòng theo đúng quy định pháp luật, tổ chức tốt các lớp phổ biến tuyên truyền đào tạo và tập huấn nghiệp vụ ngành. Đó là những cùng một ý nghĩa nhưng mỗi nơi lại sử dụng cách nói khác nhau.
tư, tạo sự đồng bộ thống nhất trong toàn quân, đẩy mạnh rà soát hệ thống văn bản, kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền bãi bỏ các quy định rườm rà, không còn phù hợp theo hướng đơn giản hóa, rút ngắn thời gian. Sống ai em? Sống ai em thì bao giờ nó cũng sôi hơn một chút rồi. Nếu cho học sinh có đức thì giáo viên được nghiên cứu giới thiệu một số nội dung nguyên tắc, biện pháp, quy trình tiến hành hoạt động. Em mở nhỏ lại một chút nhá. Đấy, em vừa test đầy đủ mọi chức năng của máy rồi. Máy thì hoạt động tốt, radio, rồi băng, rồi line in, hoạt động đều rất tốt các bác nhé. Chất âm hay, rất đáng được chơi và sưu tầm. Bác nào thiện chí thì có thể cái bạn Zalo hoặc Facebook Hoàng Tài Các Xét. Em có để số điện thoại ở dưới phần trên video. Đấy, các bác xem và có thể kết nối qua điện thoại hoặc Facebook hoặc Zalo. Đấy, em gửi hình ảnh chi tiết qua cho các bác xem. Bây giờ các bác nào chưa đăng ký kênh thì nhớ nhấn nút đăng ký kênh nhé, để theo dõi em lên những các con đài tiếp theo. Video thì em test đã sai rồi, em xin dừng ở đây. Cảm ơn tất cả các em trên toàn quốc đã quan tâm và theo dõi ủng hộ em những thời gian qua. Em xin chào và hẹn gặp lại ở video sau.